Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một số loại cây luôn nha anh chị. Gồm có linh sam siêu bông, rồi có hoàng dương, tùng kim cương, rồi sâm hương lá cẩm thạch với hoa bông bụp. Còn mỗi cây này em bán xả hàng chị luôn nha anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số 39 linh sam siêu bông. Mã số 39 nha anh chị. Quanh 13, chiều cao 14. Rồi cái này để anh chị 150 luôn, cực kỳ mềm luôn. Mã số 40. Cái này chết một thân bên đây nha anh chị. Đó. Chết một thân bên đây, còn mặt sống bên đây nè. Đó, nè, cháu hoa bình thường nè anh chị. Do đó này để rẻ anh chị luôn. Quanh 16, chiều cao 22. Rồi cái này để rẻ anh chị 40.000 thôi, mà gộp đơn nha anh chị. Mua cái nào gộp đơn 40.000 thôi. Mã số 40. Tại chết nữa bên. Mã số 41. Này là linh sam sông hinh, là lá nhỏ, lá gí á, lá nhỏ đó anh chị. Linh sam sông hinh lá chung á, lá nhỏ. 16, chiều cao 29. Linh sam sông hinh lá nhỏ nha anh chị. Mã số 41. Rồi cái này 150 nè anh chị ơi. Nè, để rất là đẹp luôn ha anh chị. Bao đế luôn. Mã số 42. Mã số 42 nè, để rất là đẹp nè. Quanh 14. Chiều cao 22. Để rất là đẹp luôn. Rồi 150 luôn chị ơi, bao ship luôn. Số 42. Mã số 43. Cái này đế cũng đẹp lắm nha. Có hoa luôn nè. Quanh 15. Chiều cao 22. Rồi 150 luôn chị ơi, còn mã mấy cây. 43. Mã số 44. Đế bao đẹp luôn. Quanh 16. Chiều cao 27. Rồi 150 luôn. Mã số 44. Rồi cái này là linh sam 86 nha. Linh sam 86, còn cây 1. Sống khỏe đâm chồi hết ha. Mã số 45. Mã số 45. Quanh 12.5, chiều cao 31. Rồi cái này để hữu nghị 120.000 thôi, bao ship luôn. Mã số 45. Mã số 46. Mã số lộc vừng lá nhỏ nha chị. Đây, lộc vừng lá nhỏ. Mã số 46. Cây quái lắm nha. Quanh 11. Chiều cao 13. Này về uống dây được nha chị. Rồi 120.000 luôn. Mã số 46. Mã số 47 cũng lọc vừng lá nhỏ nha chị. Quanh 11.5, chiều cao 25. Rồi cũng 120.000. Mã số 47. Mã số 48. Mã số 48, cây này củ to nè. Quanh 15, chiều cao 13. Rồi 100.000 thôi, mã số 48. Mã số 49. Mã số 49 là cái cây hoàng dương nha anh chị. Hoàng dương nó có trái nữa ha. Đây. Trái bông như thế này nè. Quanh 6. Chiều cao 12. Hoàng dương còn 2 cây thôi, 150.000 chứ, bao ship luôn. Mã số 49. Mã số 50. Còn 2 cây thôi. Đã nhỏ rất là đẹp luôn nha, chơi bonsai đẹp lắm nha anh chị. Quanh 5. Chiều cao 13. Rồi 150.000 anh chị, bao mã ship số 50. Rồi tới tùng kim cương, còn mấy cây bán để xả anh chị luôn, ship cả chậu cho mình luôn ha. Mã số 51. Cực kỳ mềm luôn. Cành bay 18. Ship cả chậu luôn, rồi 200.000 thôi, bao rẻ luôn. 51. Mã số 52. Chiều cao 23. Rồi 150.000 chưa, bao ship cả chậu luôn ha. Mã số 53. Chiều cao 22. Rồi cũng 150.000, bao ship mã luôn. Mã số 53. Rồi, tới lấy sam hương lá cẩm thạch nha chị. Nè, lá của nó nè. Đó. Lá nó cẩm thạch nha, lá nó trắng xanh gì, rất là đẹp ha. Nó rất là lâu lớn nha chị. Cái cây lớn cũng lâu lớn lắm rồi nha chị. Mã số 54. Quanh 5. Chiều cao 28. Rồi để rẻ anh chị 200.000 thôi, bao ship còn mấy mã cây. Số 54. 54. Mã số 55. Nó này về chơi bonsai mini là tuyệt vời luôn nha anh chị. Lá cẩm thạch rất là đẹp luôn. Nè. Quanh 5. Chiều cao 25. Rồi cũng 200.000 luôn chị. Mã số 55. 55. Mã số 56. 56. Cây này khá to hơn. Quanh 6.5. Chiều cao 33. Rồi 250.000 chị. Mã số 56. 56. Mã số 57, đây là cây hoa bông bụp nha chị. Cây đâm chồi trơn nè. Nhú chồi quá trơn luôn. Hoa dâm bụp á.
bông màu tổng đỏ. Tổng hoành 32. Tổng hoành 32. Chiều cao 31. Đường kính bầu 21. Rồi cây này 300 ngàn gì? Bao ship? Mã số 58. Mã số 58. Nhú trôi cho anh chị. Hoành 23. Chiều cao 25. Rồi cây này để số 58. Cây này để rẻ anh chị 250 thôi, bao ship luôn. Mã số 59. Nguyên cụm luôn anh chị, nhú trôi quá trời lại luôn kìa. Này em đo nguyên cụm ha. Tổng hoành 106. Chiều cao 56. Đường kính bầu 43. Rồi để rẻ cụm này 600 ngàn thôi chị. Bao ship luôn. Nó hoa dâm bụt. Rất là đẹp ha. Mã số 60. Cây này dáng bay nha. Đó. Nú trời quá trời luôn rồi nè. Nè đây nè. Đây nó có cái lỗ chỗ này miếng. Cái thẹo thôi. Mà kéo hết rồi. Tổng hoành cái này là 45. Này dáng bay xuống rất là đẹp. Cành bay 46. Này trình lưng nữa kìa. Đường kính bầu 26. Gà ghế luôn. Rồi cây này để ghế anh chị 500 ngàn thôi chứ. Mã số 60. Rồi tiếp theo mã số 61. Cụm này khá là bự nha anh chị. Đâm trầu quá trời luôn nè. Ghế nó gì găng ra gì luôn nha anh chị. Đó này. Nguyên cầm này cũng bự à. Tổng hoành là 1m46. Này như chiếc thiền. Chiều cao 47. Đường kính bầu 70. Rồi này để rẻ 650 anh chị. Bao ship luôn, nguyên cụm luôn ha. Cây đâm chồi hết anh chị. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô hoa nhài ha anh chị. Hoa nhài ướp trà ha. Đó, hoa bông nhài đây. Cứ rụng đây nè, hoa rất là thơm anh chị. Cũng nhiều cánh lắm ha. Đó, bông rất là nhiều luôn ha, dày đặc luôn, cây sống khỏe gần chậu hết anh chị. Cây mã số đầu tiên là 465. Đó anh chị về trộn, nếu có thay chậu thì trộn với cát thêm ha. Hoành 12. Hoành 12. Chiều cao 51. Đó, bông bút bông quá trời luôn anh chị. 465. Rồi cây này giao lưu anh chị là 450 thôi, bao ship tặng nhà luôn, cực kỳ mềm luôn. 466. 466. Ôi, ôi cây này bông quá trời, ra bông anh chị. Nó ra bông thường xuyên, do đó cô chú anh chị nhớ là mình tưới kích rễ thường xuyên nó ha. Cái này phòng ít nhất một tuần phải lần kích rễ cho nó ha. Atonix vừa phun vừa tưới ha, một tuần một lần. Tổng hoành cây là 15. Tại này ra bông hoài luôn. Chiều cao 24. Có khi không ra lá ra bông hoài vậy đó anh chị. Rồi 450 luôn anh chị ơi. 466. 466, do đó mình phải kích cho nó thường xuyên. 467. 467. Hoành 15. Cao 37. Mã số 467. Rồi 450 luôn chị ơi. 468. 468. Bông nghẹt hết trơn nè anh chị, đừng ha. Nhớ anh chị có thay chậu không? Nếu mà không thay chậu thì thôi ha, còn nếu thay chậu nhớ bỏ thêm cát nha anh chị. Quanh đây là 16. Chiều cao 48. Mã số 468. Rồi 450 luôn chị ơi, em bao ship tặng nhà luôn. 469. Cây này có lũ miếng bên này ha. Quá trời đẹp luôn chị. Hoành 12. Chiều cao 32. Mã số 469. Rồi cây này 500 ngàn chị. Bao ship. Cây nào cũng bông nhóc chân luôn anh chị. 470. 470. Lũ miếng thôi. Hoành cây là 11. Chiều cao 42. Rồi cây này 400 ngàn. 470. 470. 471. Này nguyên cũ chứ, hoa rất là đẹp luôn nè, rụng ha. Cái này ướp trà uống nè, mấy cái bông này nè. Chị Nhật ướp trà uống rất là đẹp ha. Hoành của thân này là 9. Cũ này rất là to nè chị. Chiều cao 42. Rồi, 450 luôn chị ơi. 471. 471. 472. 472. Ồ, ra bông. À, quá trời bông một nồi luôn nha anh chị. Thơm lắm nha anh chị. Hoành đây là 16. Chiều cao 42. Rồi 450 luôn chị ơi. 472. 473. Hoành 9
rưỡi. Ừ, hoa. Chiều cao 31. Quá trời. 400 ngàn. 473. 474. 474. Quá trời bông luôn. Mịt mù luôn nha anh chị. Quanh của thằng này là 9. Chiều cao 26. Tại đo cái cũ không được nghe, cái cũ nó bự lắm nha anh chị. Coi cái cũ nè, bành cái ná luôn nè ha. Rồi 450 anh chị ơi, bao ship. 475. 475. Quanh thân này là 7. Ừ, ngày liền nha anh chị. Chiều cao 50. À, quá trời hoa luôn. Rồi 400 ngàn thôi anh chị. 475. 476. Ôi hoa nè, chị coi hoa nè. Quá trời hoa luôn. Quanh 850. Chiều cao 49. Rồi 450 anh chị. 476. 477. Củ này bự nè. Quanh 17. Đang ra bút hoa quá trời. Chiều cao 37. Mã số 477. Rồi cái này 500 ngàn chứ. 478. Cái này cái thân bên đây chắc nó bị, thân bên đây nó bị chết nè. Còn thân bên đây hả chị? Cây cũng cây rất là đẹp ha. Quanh đây là 17. Chiều cao 29. Hoa quá trời hoa luôn. Rồi 400 ngàn chứ, bao ship luôn. 479. Quanh 10. Chiều cao 43. Rồi cái này 350. Mã số 479. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây, đó, toàn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắt bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây.
đó cô chú anh chị, để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, cậu này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị, hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị, này rất là dày nha anh chị, nè nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cậu cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cái dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được, cây này bao sắt bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh da băng ha, bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó anh chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắt bén luôn. Hàng đảm bảo sắt bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, làm gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này đây em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. Không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn da bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị, bao sắc bán luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo cạp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500 gram,
Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.